lo con yêu. Chúng ta sẽ cùng đi nhé. Xanh, các bạn đã sẵn sàng vui chơi chưa? Sẵn sàng. Các bạn đã sẵn sàng cho chuyến khám phá chưa? Sẵn sàng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ồ, là một chiếc thuyền phao. Chuyến đi sẽ rất thú vị đấy. Ta sẽ đi chơi bằng thuyền phao, thật là nhanh, thật là thích. Xem chúng tôi chèo thuyền về nhé. Trước là một thác nước. Các bạn đã sẵn sàng bay lên như những chú chim chưa? Sẵn sàng. Hãy đi theo tôi nào. Hãy nắm chặt dây này trong tay. Mình trượt xuống. Vui rất vui ta trượt cùng nhau. Trượt xuống, những chú chim đang chào mình đây, chúng ta hãy nói xin chào. Oh. Wow. Chú ở bên này, lại đây nào. Sẵn sàng. Tôi muốn chiếc xe màu tím. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đi thôi. Cùng nhau chúng ta đi đạp xe nhé, thật là vui. Là thích, hãy nhớ luôn phải cẩn thận nhé. Hay ho,
đã sẵn sàng cho chuyến đi cuối cùng chưa? Sẵn sàng. Wow. Bạn sẽ cần thứ này đấy. Xin mời các bạn đến với thế giới khỉ. Ta hãy mau đi tàu lượn nhé, mình cùng thăm gia đình khỉ con ở đây rất thú vị phải không? Hay ho, hay ho, hay ho. Ta hãy mau đi tàu lượn nhé, bọn mình chơi cùng bạn khỉ con. Đây chưa thơm ngon mời bạn ăn. Hay ho, hay ho, hay ho. Giờ đã đến lúc chúng ta ăn trưa rồi. Yeah! Ta hãy ăn trưa cùng nhau nhé. Thật là vui, thật là thích khi con muốn chơi cùng mình kìa ba. Ôi không, không nên đâu mà. Cậu ấy đã lấy được quả chuối. Bạn không nên nghịch ngợm đây đâu. Khi con rất nhanh đã trèo lên cây. Hay ho, hay ho, hay ho. Này, khỉ con. Cười lên nào. Này, lại là ngươi. Hẹn gặp lại nhá, các bạn nhỏ. Mình đi cùng nhau vui, rất vui. Mình bay cùng nhau vui, rất vui. Con sẵn sàng chưa? Vâng, thưa ba. Chúng ta bay nào. Đã sẵn sàng. Con nhìn chú phi công kìa, John. Xin chào cậu bé. Mình sẽ cùng bay. Đang chưa ai. Cùng bay thật cao. Đang chưa ai. Cài dây an toàn nha. Chào đang ai. Máy bay tăng châu này. Jim, Jim, Jim. Này em. Vâng, ta em. Là em nhảy, phải không? Không, anh à. Thật không, thật không. Vâng, chị à. Chơi thôi Dino này. Yay, yay, yay. Sao vậy con? Con rất sợ. Đừng lo mà con. Vâng, thưa mẹ. Mình uống nước này nha. Vâng, mẹ à. Bé yêu rất ngoan. Giang, giang, giang. Làm sao vậy con? Con không vui. Tại sao vậy con? Con không vui. Nhìn ra cửa sổ nhé. Vâng, thưa ba. Ngắm những đám mây. Wow, wow, wow. Chuyến bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Xin mời các hành khách hãy đeo dây bảo vệ. Xin cảm ơn. Này con, này con. Vâng, ta con. Cần đeo dây an toàn nha. Vâng, thưa mẹ. Con sẵn sàng chưa? Vâng, mẹ à. Máy bay hạ cánh nào. Yay, yay, yay. Whee!
John, đừng chạy, đợi ba nào. Ba hãy đi chạy cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, kem rất ngon, xem kìa ba ơi. Hay hầu, hay hầu, hay hầu. Mẹ đang ở đâu thế mẹ yêu ơi? Mẹ ở đâu, mẹ ở đâu? Em bé ngoan ơi, mẹ ở đây có kem ngon cho con này. Có một cây kem vui vẻ này anh bạn nhỏ. Wow. Đừng sợ, con hãy lái xe ngựa nhỏ này nhé. Đừng sợ, con chỉ cần nắm tay mẹ và làm theo như thế này nhé. Con làm tốt lắm. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu đồ chơi hay. Hay ho, hay ho, hay ho. Ba ở đây nhé, chúng ta hãy hòa chàng nào. Nhìn ba có gì này bé John? Ba ở đây. Chơi cùng nhau thôi, ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu là trò chơi. Hay ho, hay ho, hay ho. Âu các con đang ở đâu thế? Này con ơi, này con ơi. Ba chúng con đang ở trong đây. Hay ho, hay ho, hay ho. Không. Oh, bé John, con bị nấc rồi. Đừng lo con yêu, ai cũng có thể bị nấc, chỉ một lúc thôi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, mẹ sẽ nhanh giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bây giờ con thử uống một cốc nước xem có đỡ không nhé. Hãy
con đã thấy hết nấc chưa, bé John? Ôi không, con vẫn còn nấc. Con bị nấc sao, bé John? Có vẻ đúng là nấc rồi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, thật nhanh ba sẽ giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bố biết một cách rất hay để chữa nấc. Hãy hít một hơi thật sâu, phồng hai bên má và nhịn thở như thế này. Con đã thấy hết nấc chưa con trai? Em bị nấc rồi bé John. Anh chị sẽ giúp em. Nếu thấy nấc đừng lo em à, chị và anh sẽ giúp mà. Khi em thấy tiếng, khi em thấy tiếng, khi em thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Nếu như em muốn hết bị nấc, bé John, em cần phải bị giật mình. Phải rồi, cách đó sẽ được. Em đã thấy hết vị nấc chưa bé John? Nếu thấy nấc đừng lo bé à, cả nhà sẽ giúp mà. Khi nghe thấy tiếng, mẹ không nghe thấy tiếng nấc nữa bé John. Ba cũng thế, con thử lại xem. Khi nghe thấy tiếng. Em đã hết nấc rồi. Yay! Giờ bé đã không còn nấc nữa rồi. Thật là vui yay yay yay. Không nghe thấy tiếng nấc, không nghe thấy tiếng nấc, không nghe thấy tiếng nấc. Hooray, giờ mình chơi thôi. Còn không còn bị nấc nữa bé John. Yeah! Whee! Em bé bị nấc cụt mà em chẳng khóc nhẹ. Em trai ngoan lắm đây nhé, cả nhà mình luôn bên em. Thật là tuyệt vời không con bé yêu, tạm biệt cơn nấc. Ôi anh, không, lại phải làm lại ạ. Em đang thấy đau bụng lắm phải không em ơi? Em đang thấy đau bụng lắm phải không em ơi? Mình cần đi vệ sinh ngay nhé bé John. Hãy mau đi vào nhà vệ sinh dùng bồn cầu. Lo con yêu, chúng ta sẽ cùng đi nhé. Con không muốn đi vệ sinh ở trên kia đâu. Con không muốn đi vệ sinh ở trên kia đâu. Nhìn này con mê có chiếc bô bé nhỏ. Chiếc bô sẽ dành riêng cho con. Mình thử nào. Ha ha ha.
cần dùng dây sau khi đi vệ sinh xong. Mình cần dùng dây sau khi đi vệ sinh xong. Làm theo ba con hãy xem này. Xé dây đúng cách nào con nhớ nhé. Đừng nghịch ngợm. Này là giấy vệ sinh đấy. Con đã làm được, chúc mừng con. Em có nhớ dùng giấy vệ sinh không? Có ạ, em dùng rồi. Và em có rửa tay bằng xà phòng không? Em có ạ. Sớm thôi, con sẽ không cần dùng bỉm nữa. Bé John của chúng ta đã lớn rồi. Chọn những gì con muốn con yêu. Nào con yêu, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Vâng ạ. Nào con yêu ơi, các con sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Có biết bao nhiêu những món quà. Cùng yêu cho rất vui, hãy chơi nào, để giành lấy những phần quà kia. Vâng ạ. Bạn có muốn thử ném phi tiêu không? Tuyệt! Bạn sẽ nhận được quà. Yeah! Nào con yêu, chúng ta hãy ngồi vòng quay. Đừng lo nhé, con đã có mẹ ở đây. Có thấy không, anh với chị cười đùa rất vui không sao mà. Đừng sợ nhé, chúng mình cùng chơi. Hãy tìm một trò chơi mới nào. Ngồi lên xe, chúng ta cùng nhau đua. Đi thôi. Nào cùng xem ai sẽ chiến thắng bạn ơi. Được thôi. Chúng ta hãy mau sẵn sàng. Rồi mình tiến lên rất nhanh này. Cả nhà chúng ta cùng chơi thôi. Rất tuyệt. Hãy bắn vào những chú vịt xem bạn có may mắn không nào. Ba bắn đây. Em ba giỏi chưa này? Không đâu, con mới là giỏi nhất. Bravo, bé John. Cả nhà ta hãy mau lên đoàn tàu thôi. Giỏi lắm, đây là phần thưởng của anh. Yeah! Thật là vui, chúng ta chơi cầu trượt thôi. Vâng ạ. Đừng lo nhé, con đã có ba ở bên. Vâng ạ. Chúng ta mau chơi các con à. Trượt cầu trượt rất vui. Thật là tuyệt vì chúng ta ở bên nhau. Vâng ạ.
ta hãy cùng ăn kem. Thật ngon, nhiều vị kem tươi mát, ôi thật ngon. Thích quá, những mái kem xinh sắc màu. Mời bạn cùng ăn kem. Thật là tuyệt, vì chúng ta ở bên nhau rất vui. Thank you.
cho cậu. Nhìn tớ nhá. Cao để chơi. Em chưa đủ chiều cao. Nhìn này, sẽ không an toàn khi chơi. Nhìn kia, nghe lời và đi theo chị nhé. Ta chơi trò chơi khác. Em đã đủ chiều cao. Khi chơi mình làm theo quy định. Baby
cháu phải có vé mới vào được. Con yêu nhìn xem nhé. Máy bán vé. Rất thú vị phải không? Máy bán vé. Ta cho tiền vào và nhấn nút. Vé xuất hiện rồi đây. Hãy sẵn sàng nào con. Chúng mình cùng chơi thật vui. Công viên giải trí đây. Cùng nhau trò chơi rất tuyệt. Bọn mình chơi với nhau. Thật là vui biết bao. Hãy cùng đến công viên nào. Các bạn. Giờ chúng ta cùng đi chơi nhé, thật say an toàn vào con yêu hỡi. Khu vui chơi này con sẽ thích, mình hãy mau sẵn sàng nào. Chờ con hãy nhớ, không chơi một mình đâu con nhé. Ba mẹ sẽ giúp đỡ để bé chơi an toàn này. Khi đi cầu treo em hãy nhớ, không đi một mình đâu em nhé. Anh chị sẽ giúp đỡ để bé chơi an toàn này. Đệm lò xo hãy nhớ, không đi giày lên đâu con nhé. Con yêu à, mẹ sẽ giúp. Giờ bé hãy mau nhảy nào. Ta đu xà đấng con yêu nhé, không sao đâu mà. Ba ở bên cố lên nào, ba sẽ giúp. Ô bé yêu rất khỏe kìa. Chơi cẩn thận con hãy nhớ, để chúng ta an toàn này. Sân chơi này bọn con rất thích, có nhiều trò chơi vui nhé. Với đồ ăn thơm ngon nữa, tuyệt quá đi ba mẹ ạ. À. Bọn mình đi bơi cùng với ba, thật là vui dây dày. Đi bơi thích lắm nhé, đi bơi thích lắm nhé, đi bơi thích lắm nhé. Hãy xem này thật là vui. Mình cùng bơi rất tuyệt đấy em, đừng sợ em bé à. Đi bơi thích lắm nhé, đi bơi thích lắm nhé, đi bơi thích lắm nhé. Hãy xem này thật là vui. Bọn mình đi bơi cùng với ba, thật là vui gây gây. Ta bơi giống chú cá, ta bơi giống chú cá, ta bơi giống chú cá. Hãy xem này thật là vui. Mình cùng bơi rất tuyệt đấy em, đừng sợ em bé à. Đi bơi thích lắm nhé, thích lắm nhé, hãy xem này thật là vui.
này. Giờ ngồi lên phao này bé ơi, chị và anh giúp em chơi. Bơi xung quanh thích lắm đây, bơi xung quanh thích lắm đây, bơi xung quanh thích lắm đây bé ơi, thật tuyệt phải không? Bé John, anh muốn lên bờ phải không? Được rồi các con, bể bơi đã sẵn sàng rồi. Đợi một chút nào con yêu. Mình bơi kèm trong nắng vào để bảo vệ da dưới ánh mặt trời. Nào con hãy nghe lời. Con chẳng muốn bơi kèm này. Con hãy làm theo ba thế này. Bơi kèm vào nhé con. À, bảo vệ da mình cùng bơi kèm. Vâng, con làm theo ba. Giờ cần đôi mũ con đã vì mình đi giữa ánh mặt trời bảo vệ con khi chơi. Con không đợi mũ đâu ạ. Ta hãy đổi mũ khi chơi đùa, mũ giúp mình mát hơn nhiều. Nào em hòa làm theo nhé. Em sẽ đổi mũ ngay bây giờ. Chúng ta đang cùng đổi mũ rồi. Mình dùng phao tay nhé con à, bảo vệ con xuống bơi an toàn. Nào con hãy nghe. Ooh.